Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của BQ Thành. Hôm nay bọn mình sẽ đi làm nhân viên của một quán tạp hóa. Đúng rồi, nghe nói á, ở cái quán tạp hóa trả lương rất là cao luôn. Đúng rồi, nhưng với những người không có gì ngoài tiền như BQ Thành thì bọn mình đến chơi với mục đích tìm ra bí mật của người nhân viên cũ trước đó đã biến mất. Rất là mờ ám. Ờ thì tất nhiên rồi, nhưng mà không phải anh nhiều tiền đâu, anh đang buồn phiền vì anh hết tiền đây này. Nên là các bạn nhớ xem quảng cáo, bấm đăng ký kênh và đặc biệt like video nhé. Và bây giờ đi khám phá xem nó có gì kinh dị và đáng sợ nào. Khám phá là chính, kiếm tiền là chủ yếu. Đúng rồi đấy. Rồi đi vào nhận công việc mới rồi. Một cuốn sách. Sự việc này xảy ra vào năm 1998 các bạn ạ, trong một cửa hàng ở ngoài thành phố. Và trong một buổi ca đêm thì có một nhân viên đã biến mất. Đấy, nhân viên cũ của cái cửa hàng tạp hóa mình sắp nhận việc vào đấy các bạn. Ca đêm trên tuyến 90. Bạn nhận được yêu cầu làm ca đêm, bạn cần tiền nên là đồng ý. Tất cả các sự việc đều là hư cấu. Và nếu như có sự tương đồng nào với các sự kiện bên ngoài đời thật đấy, thì nó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Các bạn có thể sử dụng headphone để có trải nghiệm tốt nhất. Bọn mình thì không đeo headphone, nhưng mà các bạn có thể đeo headphone để xem video này. Đây chính là cửa hàng tạp hóa ngày hôm nay chúng ta làm việc. Tôi không thể đi. Tôi cần công việc này. Đúng rồi, tôi đang cần rất nhiều tiền. Tôi buồn phiền vì tôi không có tiền đây này. Rồi bây giờ mình sẽ vào cửa hàng tạp hóa. Đây là ngoài đường các bạn. Ồ, hôm nay là ngày đầu tiên trong nhiệm vụ ban đêm. Mình hy vọng sẽ có ít người mua, vì mình cảm thấy là mình đang ngủ không đủ giấc. Ngày hôm qua vẫn còn buồn ngủ quá. Ờ, em nghe thì chỗ này làm sao mà có khách được. Nhìn bên ngoài hoang vu hẻo lánh này. Biết đâu bất ngờ. Ôi sao ở trong cửa hàng gì mà bẩn thế này. Khách mua hàng vào đây làm gì mà bẩn thế nhỉ. Có phòng gì đây nhỉ? Chắc là kho. Mở ra xem nào. Ôi nhà vệ sinh. Ui nhưng mà nhà vệ sinh kiểu gì thế này. Nobu rõ ràng đã phát điên rồi. Người quản lý đã yêu cầu anh ta rất nhiều lần không dán những thứ này, nhưng anh ta vẫn dán. Đây là những lá bùa đấy. Ôi, thế chứng tỏ Nobu chắc là người nhân viên cũ ở đây. Đúng. Và anh ấy đã gặp rất nhiều những cái chuyện kinh dị liên quan tới ma quỷ, thì anh mới dán nhiều bùa trong phòng vệ sinh như này chứ. Ờ hay là chỉ có trong nhà vệ sinh mới có con ma thôi. Thôi. Nếu không á phải dán vào cả bên ngoài rồi chứ. Thôi thôi, đi đóng cửa phòng vệ sinh mà ốc nói, tự nhiên anh thấy thì sởn hết cả da gà lên. Thôi được rồi, bây giờ chắc là mình phải dọn dẹp. Nhưng mà trước khi dọn dẹp thì vào đều... mình sẽ vào kiểm tra quầy đã các bạn ơi, mình là nhân viên mà. Đây. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Nobu. Anh ấy thường làm việc vào ban đêm. Ồ, đây có một cái ghi chú à? Luôn kiểm tra camera và đóng cửa lại. Rồi, bây giờ mình sẽ mở camera lên. Đây. Ồ, đây chính là mình này, camera ở ngay trên đầu luôn. Tua một đường thì có rất nhiều góc máy các bạn ạ. Đó, góc rộng góc. Trong kho này. Ờ, kho này. Bên là bên ngoài, phía sau của cái cửa hàng tạp hóa. Đây là phía trước. Trước. Ồ, một góc cũng là phía trước rồi. Rồi, okay. Nói chung chỉ có thế thôi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ phải đi dọn dẹp trước. Đây này, nó có cái mũi tên cho mình hướng dẫn ấy. Đây, nhiệm vụ là dọn dẹp. Ừ. Lấy cái chổi. La 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 la. Thôi, vì lương cao nên bắt buộc mình sẽ phải làm các bạn ạ. Cuộc sống mà. Tao dọn chỗ này cái. Rồi, sạch rồi. Chỗ này cũng bẩn này. Lau nốt. Lau, ok. Có nhiều chỗ mà. Kiểm tra một lần nữa là biết mà. Cái gì đấy? À, cửa xịn thật đấy. Cửa tự động. Cửa gọi là cảm biến đấy các bạn. Đây, mình sẽ lau tiếp. Sạch rồi. Rồi, bây giờ. Chưa? Hết rồi đấy. Hết rồi à? Ừ. Ờ, bây giờ đổ rác này các bạn ơi. Người ta trỏ vào cái chỗ đổ rác để hướng dẫn mình ạ. Đây, ở trong nhiệm vụ này, lấy rác mang ra ngoài. Rồi. Ta 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 ta. Đây, thùng rác đây rồi, bỏ vào đây. Ừ. Ui, việc này dễ mà. Thì nhân viên tạp hóa thì làm những công việc đấy. Rồi, chúng ta còn một túi rác nữa ở trong nhà các bạn. Như thế này mà được trả lương cao cũng thích thật nhỉ. Chưa biết được đâu. Nhưng mà lo nhất là mình sẽ bị biến mất như cái anh Nobu nhân viên cũ á. Đúng. Những âm thanh này là gì? Âm thanh là gì? Vào check cam, vào check cam nhanh lên. Vứt rác đi. Ui giời. Vứt rác đi. Ôi trời ơi. Con gấu trúc này làm tôi sợ quá. Đâu, gấu trúc đâu? Gấu trúc đâu? Đâu, gấu trúc đâu? Gấu trúc gì mà hí như ngựa ấy các bạn ạ. Giờ ấy chắc là mình bị ảo ma Clara rồi. Thôi tôi hết là đóng cửa. Vì lúc nãy cái tờ ghi chú nó nhắc mình như thế. Ừ. Phòng kho này. Kho không có gì. Ngoài mấy cái thùng hàng có gì đâu.
két sắt ông ơi. Ham nam. Sao mà két ông chủ ấy? Mình nhân viên tuổi gì mà có két? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra kiểm tra camera xem con gấu nó ở đâu mà mình có thấy cái con nào ở đâu ta. Nào, check camera thôi. Rồi, chỗ này không có gì các bạn. Con gấu chắc ở bên ngoài. Đâu có thấy con gấu đâu đâu. Ui, khách. Ờ, khách. Đóng camera và chuẩn bị bán hàng. Ờ. Hết hồn, có khách mà hết hồn các bạn. Hello anh trai. Sao đi ra, mình phải ở bên trong mà mình chỉ tính tiền thôi. Để xem anh ấy mua gì. Úi giời, hot boy đầu cắt moi à? Anh ấy đang tìm một cái món đồ gì đấy. À, muốn nước ngọt à? Muốn nước ngọt. Anh ơi, cửa hàng tạp hóa của em có rất nhiều loại nước ngọt. Đặc biệt nước nào cũng ngọt anh ạ. Đây là cửa hàng tự chọn mà, người ta sẽ tự mua. Đâu có anh giới thiệu đâu. Không, anh này trông có vẻ ngớ ngẩn, mình phải giới thiệu. Anh mới là người ngớ ngẩn ạ. Đây là đồ ăn nha anh. Còn đây là nhà vệ sinh anh ạ. Anh mua được gì chưa anh? Mua được rồi. Có vẻ anh muốn thanh toán rồi các bạn ạ. Ờ. Khách hàng, tôi sẽ lấy cái này. Anh ấy mua 3 cái chai này này các bạn. Của bạn là 17,3 đô. Khách hàng, ô tôi quên ví, tôi có thể thanh toán sau không? Lươn à, mình có biết thằng này là ai đâu. Bây giờ nó không trả tiền, nó lái xe đi, nó mai không, nó bưu. Không. Tất nhiên là không rồi. Đúng. Mình mà không ấy, mai mình phải lấy tiền đi của mình ra bù. Bạn là loại người gì? Tôi sẽ nhớ nó, ý là tần nó sẽ ghim, hiểu không? Sao tự nhiên chửi mình, rõ ràng không mang tiền đi mua đồ lại còn chửi mình. Cái đồ không có ý thức. Đi mua hàng phải chuẩn bị tiền chứ. Đúng. Mình có lên đốt ví không nhỉ? Khách đầu tiên bất ổn quá. Đốt ví. Chán cho đấy, rồi lái xe đi luôn. Đấy. Chả hiểu kiểu gì. Thôi, đi vào làm việc tiếp đi. Ờ, chúng ta sẽ lại có nhiệm vụ mới á. Đặt sản phẩm là gì? Mình sẽ lấy những sản phẩm trong kho ra đặt vào cái kệ này. À, ý là fill vào đầy cái đúng kệ rồi. Luôn. Đâu nhỉ? Ở đây đây, trong này. Ờ, đây. Lấy được nhiều cái một lúc không? Không được. Không được lấy các được bạn. Từng cái thôi, nó bắt mình đi lần lượt. Bên cái thành kiểu nhân viên kiểu gì ấy. Nếu như là ốc ôm hết rồi. Anh làm việc nó cẩn thận, làm từng cái một. Em một cái đồ ẩu đả thì nó mới như thế. Đấy. Ôi dồi ôi, lâu mất thời gian kinh khủng luôn á. Không sao đâu. Đằng nào mình cũng rảnh mà. Ừ, dù sao ca đêm mình nghĩ chắc là ít khách hơn ca ngày ạ. Hơ cái gì đi? Cái gì đấy? Chứ tự nhiên lấy đồ lại có con gì lú ra đấy. Ờ, con gì bé bé đen đen đấy, các bạn nhìn thấy không? Chắc là mình làm việc đêm khuya nên hôm qua mình ít ngủ nên mình không tỉnh táo, các bạn, mình bị ngáo ấy. Ờ. Chứ không có gì đâu. Nhưng mà rõ ràng nghe âm thanh gì đấy mà. Ờ, nó lú mặt ra luôn đấy chứ, chỗ đấy ấy. Để vào anh check cam xem có gì bất ổn không các bạn. Check cam trong kho á. Kho. Có gì không? Thấy gì đâu. Không có gì. Mình toàn cứ tự dọa bản thân các bạn. Em toàn tự dọa, anh có dọa đâu. Anh á, anh hét to cả em á. Đấy là chẳng qua giật mình. Bê cứ thành nhát chết, lại còn đòi làm cả đêm. Thế thì anh mới rủ em đi cùng chứ không anh sợ đi một mình lắm. Giời ơi. Rồi bây giờ ra fill nước đồ đi các bạn ơi, cho nó đầy ở cái kệ kia đi. Không là ông quản lý ông đến ông bảo thằng này. Ông ấy đang soi cam mình làm việc đấy, đùa. Ông ấy bảo quản lý nào cũng soi cam hết. Ông ấy bảo thằng này chả đến chả làm gì, mai tao đuổi việc, không trả lương. Không phải đặt chỗ này, đặt chỗ khác à? Chỗ nào người ta phải gợi ý cho mình chứ. Đây đúng chỗ này rồi mà. Đấy. Rõ ràng vừa đặt vào không được, cũng sao đi qua để tự đặt. Cay thế nhở. Ui ông ơi, em làm gì đấy, em không nhìn thấy được. Tự nhiên có ông nào đấy. Bạn có mùi như mùa xuân. Ờ, tự nhiên nhìn thấy mình xong hét xong chạy đi. Kiểu mình bị nổi da gà đó đấy các bạn ạ. Mình chỉ hơi mất tập trung một tí thôi mà mình vẫn có khách và khách chạy mất. Hay là khách đấy biết là mình khó tính, không bán cho những người không có tiền. Mà đúng rồi, làm gì có ai bán cho những người không có tiền đâu. Đúng rồi, mà tự nhiên ông ngó vào cửa hàng mình, sao ông nhìn thấy mình, ông chạy mất dép. Ông bị ảo à. Ông ấy ngửi thấy mùi hôi nách của bên Quý Thành và bảo nó là mùi mùa xuân. Đầu em ấy. Rồi còn một hộp nữa thôi, mình sẽ đi lấy. Khách hứa gì tầm này, làm xong rồi trốn việc đi ngủ đi cho hết ca. Really nigga. Em làm thế thì cứ ngày bị trừ lương. Làm cung cốc, ông ấy đến cuối tháng ông bảo tao chích cam, toàn thấy hai đứa bay ngủ, tao không trả tiền cho chúng mày nữa.
Lười. Chúng ta đã làm xong nhiệm vụ này nè các bạn. 5 cái được đây, fill vòng. Ok. Nhiệm vụ tiếp theo là gì? Hết rồi, hết nhiệm vụ luôn các bạn ơi, hết nhiệm vụ rồi. Đấy, bây giờ mình đi trốn vào một góc đấy mình ngủ đi. Thích cảm đã, không có trộm vào thì sao? Đúng không? Thích cảm trước khi ngủ. Đây, chỗ này là khu vực mình đứng không có gì các bạn ơi. Ở kia kia có khách, có khách. Thoát đi. Thoát đi rồi đi. Có khách đấy. Đâu? Khách đâu? Khách đâu rồi? Nãy nhìn thấy có người đi. Đây, khách đây, khách đây. Ui rồi. Một bà già đau khổ các bạn ạ. Hello bà muốn mua gì trong nửa đêm nửa hôm bà đi cu đọc cu đù ấy. Đừng chạm vào tôi. Vào đi. Xin ấy. Mời cứ tự nhiên. Cháu mở cửa cho bà vào, cháu có chạm vào bà đâu. Ui giời ơi bà. Thế bà chạm vào mình chứ mình có chạm bà đấy đâu. Bà hơi gù nha. Bà mua gì đấy. Ôi bà đừng có dẫm vào cửa hàng của cháu, đừng dẫm vào cái kệ như thế. Bà mua mì tôm. Trời ơi bà ơi, bảo sao cửa hàng mình hay có đồ bị đổ. Nhìn này, khách hàng trèo cả lên này để mua đồ. Bà ơi, gọi bà đi chỗ khác, bà lươn thật đấy. Bà đi đâu, bà mua gì? Cái gì á? Cái gì đấy? Rồi bây giờ mình sẽ vào đây, mình check cam, mình đỡ phải đi theo bà đấy. Chết mệt rồi các bạn ạ. Khách đâu? Đấy, bà đấy. Ôi ôi, bà ấy thập thò mặt ở chỗ quầy hàng, ghê chết luôn ấy. Như kiểu không có thân người ấy. Đấy, bà cứ đi cong này. Mua mãi chẳng mua được cái gì. Đấy rồi, đến thanh toán đây thôi. Ok. Chưa thanh toán à? Bà thanh toán đi. Trời ơi bà ơi. Ngắm mãi. Chả mua được cái gì. Ngó. Hay bà đi ăn trộm ấy. Bà mua gì bà? Bà thanh toán đi. Mua gì thanh toán đi. Sao bà cứ đứng nhìn cháu? Tại sao mọi thứ lại đắt như vậy? Bà đi một hồi bà chê cái gì cũng đắt. Ôi giời. Cái đấy bà phải đi hỏi ông chủ của bạn cháu. Bạn là một tên khốn. Ủa alo, tôi chỉ bán hàng thôi mà. Tôi chỉ làm nhiệm vụ bán hàng thôi. Với lại phải bán đắt thế chứ, bởi vì nghe nói lương ở đây cao mà. Với lương cả... cao thì phải bán đồ đắt. Với cả mình có biết lên giá đâu. Đấy là ông chủ ông lên giá chứ sao tự nhiên bà chửi mình đồ khốn. Trời ơi, đúng là khách đầu tiên. Mình phải đốt vía tiếp khách này. Bà đi. Bà đi về cẩn thận nhé bà. Tôi không thể đi. Mình không đi được, mình không tiễn được người ta được đâu. Mình phải trông hàng các bạn ạ. Rồi, quay về đi các bạn ơi. Chả hiểu kiểu gì đi một hồi xong chê đồ đắt chẳng mua cái gì. Làm mình đi tiếp chuyện rồi mình giới thiệu sản phẩm. Xong rồi dẫm hết cả lên hàng hóa của mình. Không xem nhiệm vụ à, cứ check cam mãi thế. Check cam chứ. Cái đầu có trộm, anh rất sợ có trộm nha. Trộm một phát là mình không có tiền đền đâu. Đứa nào đây? Nó trộm thật rồi các bạn ơi. Nó ngó ở cái cửa ngay ở đằng sau lưng mình luôn. Bây giờ mình mở cửa nó ra, mình bắt sống nó luôn. Nó đây này. Mình kính thế, mình mặc cái ghê đấy. Bạn ơi, bạn là ai, sao bạn đi vào đây? Bạn đi ăn trộm đúng không? Nhưng cái mặt nó kinh đâu rồi, anh không nghĩ gì. Điên à, đến bắt nó đi. Có phải bạn là trộm đúng không? Bạn định trộm cửa hàng mình đúng không? Bạn nói đi bạn. Đấm cho nó gãy hết răng đi. Đâu, bạn chạy đâu rồi? Mở được cửa à? Nó chạy đâu rồi? À, cầm bình cứu hỏa phang nó, hiểu không? Đâu? Nào, bạn đâu? Từ từ, bạn đâu? Mình có bình cứu hỏa đây, mình đập vào đầu bạn luôn. Đâu? Đâu? Ăn trộm đúng không? Đúng. Chặn là không đi lối này được. Chặn cửa rồi. Nó đi đâu ta? Mình phải ra. Phải chạy ra cửa hàng. Kiểm tra không nó lấy hàng, nó lừa mình vào đây lấy hàng chết. Hay nó đi vào cửa exit rồi. Ui cháy! Nó đốt. À, nó đốt chỗ này chứ không phải là mình phải phang nó các bạn ơi, mình phải cứu hỏa. Cứu hỏa, cứu hỏa, cháy. Ôi. Cháy cửa hàng bây giờ không có tiền đền. Rồi, cứu hỏa xong rồi. À, em nghĩ rồi, nó đánh lạc hướng mình. Chắc chắn mình đã bị mất một cái gì đấy rồi bên cửa hàng ạ. Được rồi, bây giờ mình sẽ để lại cái bình cứu hỏa vào đây đi. Mình check cam một lần nữa xem nào. Check cam xem thấy đâu. Nó sẽ rình mình nên là mình phải dùng camera check, không là nó chạy mất đâu các bạn. Nó đâu? Mình có thấy nó đâu, có thấy thế nào đâu. Chỗ này không có. Không có. Nó lại ở đây, nó rình. Nó trong kho các bạn ơi. Đi vào. Lại cầm bình cứu hỏa lên bên Thành. Không cầm được không ạ? Chết rồi. Nó lại đứng ngủ. Bây giờ làm gì? Ra bắt luôn nhỉ? Cầm chổi, cầm không cầm được chổi. Ôi, thì bây giờ làm nào? Mình không thể chạy tay không đâu, nó sẽ đánh mình chết đấy. Bạn ơi, bạn ơi, bạn đừng có ăn trộm cửa hàng của mình. Hay lắm. Nó chơi ú hòa đấy, ú hòa. Mình chỉ là người đến sau, bây giờ mất điện luôn rồi.
Mất điện thì bây giờ là mình làm gì? Mình cái đài này lên. Bật đài làm gì? Tình trạng mất điện khẩn cấp lúc 12 giờ 40 sáng tại quận 5 đã xảy ra do sự cố công nghệ tại trạm biến áp. Kỹ sư điện của lưới điện trung tâm đã đưa vào vận hành các nhà máy điện diesel dự phòng. Có thông báo rằng nguồn điện đã bị gián đoạn do ngắt kết nối của đường dây cáp điện cao, điện áp cao 110 kV. Công việc đang được tiến hành để tạm thời khôi phục cung cấp điện cho người tiêu dùng. Dịch vụ báo chí của IES báo cáo và những tin tức khác trong ngày hôm nay. Bla bla bla. Chúng tôi với bạn đang nghe gì? Nó ở phía sau bạn. Tôi nhắc lại, nó ở phía sau bạn. Đâu? Đằng sau mình là tường mà, đâu có gì đâu. Nó ở phía sau là cái gì ở phía sau? Thôi chết cam. Ừ chết cam. Ôi, nhưng mà mất điện chết cam đúng không? Ui, có nhìn thấy gì đâu mà chết cam. Hơi mờ mờ. Ơ cái gì đấy? Ờ, có cái bóng đen gì. Nó xuất hiện ở trên camera luôn á các bạn ơi. Ui, cái gì, bóng trắng trắng gì nữa đây? Nó ở ngay cái quầy của mình thôi. Hết rồi. Cái gì đây? Thôi rồi, kiểu mình sắp bị bất công. Xem nhiệm vụ là gì. Hết nhiệm vụ rồi. Hết nhiệm vụ rồi thì mình đổi ca đi. Không xem được camera nữa. Chết rồi, chạy khỏi đây thôi, bên hàng ơi, trốn đi. Có điện rồi. Điện rồi ông ơi. Đi ra xem cửa hàng đi, xẻo nó không nó ăn trộm hết cửa hàng bây giờ. Không có gì, mọi thứ ổn rồi. Ôi giời ơi, may quá. Có khách. Khách rồi. Ôi có người, ôi lại là cái thằng kia. Không chắc người khác đấy. Ôi đi vào đi anh ơi. Nó mà. Nó đâu. Ôi sao nó đi như kiểu xã hội thâm, xã hội đen này. Lướt gì đấy? Lướt trên mặt đất từ như cơn sống. Ờ. Gì đây anh, sao anh? Nhìn anh này hơi say, say rượu đấy. Bạn uống rượu vào cửa hàng tôi bạn phá đúng không? Phải kiểm tra cẩn thận không ạ? Ừ. Ở cho check cam đi. Check cam. Không biết hôm nay mua được gì không ạ, không ăn tiền ấy. Không ăn tiền đúng là nó lươn luôn các bạn. Nó cứ đi lượn. Ờ, nó mua được gì không ta? Mua được gì không? Say rượu à? Tôi đã làm quá một chút nhưng không sao, tôi sẽ lấy nhiều hơn, ok. Ý là vừa nãy nó bảo mình là đồ khốn hay gì đấy. Bạn nợ 17,3 đô một lần nữa. Vâng, tôi nhớ lần này chiếc ví của tôi ở bên tôi rồi. Và bạn là người xấu. Ủa alo. Ủa? Bán hàng chả lấy tiền không à? Ủa có lại có khách nữa, ủa dạo này đông khách thế. À không phải à, xe đi qua thôi. Ông đi về đúng không? Ừ, ông đi về rồi. Ok, goodbye. Ông đi về đi ông ơi. Lần sau mua đồ ông đừng có chửi tôi như thế, tôi không biết gì đâu. Thôi đi vào đi. Úi giời. Đi vào đi. Thì mang tiếng có ô tô. Úi giời ơi. Đi xe rất mùi. Lái xe Bình Dương. Say rượu mà. Đã uống xe ô tô thì không nên lái rượu bia. Cái gì đấy? Uống rượu bia không nên lái xe ô tô. À, kể cả xe máy cũng không nha. Đúng rồi. Như thế là nguy hiểm. Đóng cửa vào. Đóng cửa vào không lại có chắc thằng trộm nhập. Chắc không còn thằng kia đâu, thằng kia đâu. À lại có khách các bạn ơi, đông khách quá, tự nhiên đông khách thế, hết hồn. Sao nửa đêm mà lắm khách nhỉ? Thì chỗ này như kiểu là một cái đường quốc lộ quá. À nghĩa là có tài xế đi qua là họ sẽ mua. Ừ đúng rồi. Để check xem anh này mua gì nào. Chọn đồ khó thế. Không anh này đi nhanh đến trước, anh này mua rồi này, xong rồi đấy, thoát đi. Anh này thanh toán rồi đây này. Đó. Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Tôi có tìm gì đó. Người hâm mộ lựa chọn. À bạn này là người hâm mộ lựa chọn. Ok. Tốt, bạn là cần phải thanh toán 4,54 đô. Trả tiền đây. Ok. Trả tiền đây. Rồi okay. Ông này có tiền. Ờ. Ông này có tiền. Chắc là fan hâm mộ của Bê Quý Thành các bạn. Ồ oh. Ta. Đấy. Ai cũng phải như anh khách này có phải tuyệt vời không? Mình sẽ tiễn. Mình cảm thấy buồn ngủ quá. Bây giờ sao cứ có nhiều khách thế. Mình không thích cửa hàng này có khách tí nào hết. Ờ đã bảo không có khách sao mà tự nhiên nó đông lạ kỳ luôn ấy. Ở check cam đi ông ơi. Lạ check cam. Ờ. Chị ăn mới check cam. Ờ. Ờ. Sao lại khách nào đấy? Có đứa ở đây. Thoát ra xem nào. Ờ. Ờ. Bạn làm tôi sợ, bạn muốn gì? Muốn gì? Hôm nay lúc 3 giờ sáng, một chiếc xe tải Chevrolet đã được tìm thấy. Không may người lái xe đã không còn sống sót.
trong quá trình kiểm toán người ta phát hiện ra rằng người đàn ông đang lái xe trong quá trình trong tình trạng ngộ độc. Tôi không uống nhiều và lái xe. Ôi, anh ấy bị tai nạn. Thế này là hồn ma anh ấy trả thù à? Nếu như tôi sẽ không giúp bạn. Thôi giúp tôi đi anh ơi. Thôi mất điện rồi. Cái gì mà xoẹt. Ôi cái gì đấy, cái gì đấy cửa ấy. Cái gì đây? Cái gì ở cửa ấy? Đây này, nhiều lắm đây này. Cái gì đánh mình? Ơ, đi vào phòng vệ sinh, anh chắc chắn là phải đi vào phòng vệ sinh có bùa. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đóng vào, đóng cửa lại. Biết ngay mà. Vết máu kìa. Đấy là những linh hồn của người bị tai nạn hay là những cái con đấy nó làm cái anh Nobu biến mất. Đúng, nó đã bắt anh Nobu. Phải dọn dẹp rồi vì có nhiều vết máu nè. Có vẻ như bùa hộ mệnh của Nobu đã làm sinh vật này sợ hãi. Thế là nó chưa bị tiêu diệt đâu các bạn ạ. Ừ, nó chỉ sợ thôi. Giật thích cả mình, nó đông thật đấy các bạn ạ. Nó đi vào từ cửa này luôn, rõ ràng anh đã đóng đấy rồi mà ông. Ừ. Đóng vào đi. Đóng vào nhưng mà chẳng có khóa thì làm đây này, cũng có cái vết máu lên đây. Lau đi, lau đi, lau đi. Ui ghê quá à. Lau bên kia cũng có nữa, chỗ trước nhà vệ sinh đó. Sợ thật đấy. Thôi thôi anh nghĩ là thôi lần này mình làm xong mình đừng có làm đấy nữa không ạ. Trên này chơi hoặc là đi làm xong mấy hôm nữa trầm cảm. Ui máu khắp nơi luôn. Gì vậy? Mình bây giờ cái cửa thôi mình còn giật mình các bạn ạ. Rồi chúng ta xem nhận tiếp theo là gì. Cất trổ đi, ui dồi ôi đem trổ đi khắp nơi đấy. Chết cam. Ôi hết ca rồi, được về nhà rồi. Được về nhà rồi còn chết cam làm gì. Phải chết cam một lần nữa. Mọi thứ có vẻ là ổn rồi các bạn ạ. Thôi. Thôi về đi các bạn ơi. Đi ra lối đằng sau đi về đi các bạn. Lối đằng sau à, xong đi lối đằng trước. Anh thích đi lối đằng sau rồi. Điên à, đi lối đằng trước chứ. Đây, lúc ấy có cái cam trước đây mà mình nghe thấy tiếng gấu mà không thấy con gấu ở đâu nhỉ. Chịu. Cái gì ạ? Cái thang. Leo lên làm gì? Mình phải đi về nhà chứ. Lên nóc này. Lên nhóc nhà bắt con gà. Cái gì? Cái gì đâu? Cái gì đây? Đâu? Oh my god, đây là Nobu. Nobu có cái bức thư gì bên cạnh cái này. Bình thường tôi cẩn thận hơn, nhưng thời gian này nó đã làm tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ tôi sẽ đai tức là tèo 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 đời đấy. Tèo đời rồi đấy, chắc tèo rồi đấy. Bu ơi, Nobu chứ không phải là bu gà. Ôi trời ơi, đừng đi về đi các bạn ơi, mình không làm việc ở đây nữa đâu. Đây trước cửa đúng không? Ở đâu đây? Rồi mình thoát rồi, mình đã quyết định là mình sẽ không làm ở đây nữa các hết bạn. Hết ca rồi đi về thôi. Thôi chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn video sau và đừng nếu mà các bạn xem quảng cáo thì nó đỡ hơn, đỡ phải đi làm những công việc đáng sợ như này. Rồi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau. Thôi mình không chơi game nữa đâu. Rồi bạn đã sống sót qua đêm nhưng mà tên trộm đã lấy hết tiền trong cửa hàng và mình đã bị sa thải đâu ạ? Đâu, bạn đã không bị sa thải. Thế đừng đi làm tiếp mà thôi. Mình vẫn tự muốn mình bị sa thải. Bây giờ em đây. Giấy đây. Viết đơn các bạn ạ. Đây bút. Viết đơn xin nghỉ việc. Viết đơn xin nghỉ việc luôn. Xin chào, không có tập hàng. Hay. Bye bye. Không có làm đây.